Xin chào anh chị và các bạn thân mến Trong quá trình sử dụng chat GPT thì sẽ xảy ra một số những cái lỗi mà chúng ta không mong muốn Giả sử như anh chị đang nhìn thấy trên màn hình thì có một chị đăng ký tài khoản qua Agatiki và em chun hỗ trợ Thì chị có thấy một cái lỗi như thế này Thì khi chúng ta dịch ra thì nó sẽ là một cái lỗi mà chúng ta cần phải hiểu được cái lỗi này Thì chúng ta sẽ giải quyết được nó rất là dễ ví dụ như là đây là lỗi đã xảy ra nếu sự cố này vẫn tiếp diễn vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trung tâm trợ giúp của chúng tôi tại openai com à, để xử lý được cái lỗi này thì là à, chúng ta chú ý này khi chúng ta đăng ký tài khoản à, của nhiều nước khác nhau tuy nhiên thì khi sử dụng ấy, thì anh chị chú ý thực hành cho em chun như thế này là thường thì à, cái à, sản phẩm này là chúng ta sẽ phải đổi địa chỉ ip với một cái công cụ à, tau vì tàu chờ VPT hoặc là một số những công cụ khác để chúng ta có thể sử dụng được công cụ này và chúng ta ấn con left và khi chúng ta ấn con lấy thì nó sẽ xuất hiện ra rất nhiều những cái quốc gia khác nhau thì bình thường thì chúng ta sẽ sử dụng ở Mỹ là ok nhất vì nó là trực tiếp quốc gia à, à, công ty uh, OpenAI uh, gọi là là xây dựng ở đấy thì ngoài ra có một số những cái lứa khác như thế này thì chúng ta có thể chọn nhưng khi chúng ta dùng ở một số quốc gia nó đang quá tải chẳng hạn thì nó sẽ dẫn tới những cái lỗi như vậy. Vậy thì anh chị một là anh chị chọn Mỹ nhưng uh, nếu mà Mỹ mà trong trường hợp Mỹ không được ấy, thì anh chị ấn stop cho em chun và tắt hẳn nó đi nhé. Tắt hẳn cái địa đổi địa chỉ IP này đi và lúc đó anh chị sử dụng cái công cụ này như bình thường thì nó cũng sẽ hết lỗi. Và nhớ là khi anh chị tắt đi hoặc là anh chị đổi quốc gia với công cụ như thế này thì anh chị... Uh, ấn F5 cho em chun bằng cái biểu tượng ở bên trái này À, phía trên cùng này chúng ta ấn F5 nó đi nhé đấy và à, chú ý là sau khi F5 thì anh chị có thể là tìm kiếm nhé ví dụ như anh chị search từ làm video Đó. thì nó sẽ hiển thị ra cho anh chị rất là nhanh chóng và thuận tiện nha anh chị nhé à, và ngoài ra thì em Chun sẽ có thêm những cái hướng dẫn tiếp theo cho anh chị trong quá trình sử dụng thì chúng ta chịu khó theo dõi cái tin nhắn của Gatiki Em Chun sẽ gọi là update cái phần cách sử dụng cho anh chị và các bạn Theo cái lộ trình mà khi em Chun khám phá cũng như là nghiên cứu Để tiết kiệm thời gian cho anh chị Nha anh chị nha Rất là tuyệt vời đúng không ạ Đây là một trong những cái con chat AI rồi quá là bá đạo luôn Nên Chúc anh chị sẽ áp dụng thật tốt vào cho cái công việc viết content Và sử dụng cho marketing của mình nhé xin chào và đừng quên follow kênh youtube để theo dõi mỗi ngày